kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, bàn thắng duy nhất sau pha phối hợp giữa hai cầu thủ dự bị là Văn Khang và Vĩ Hào đã giúp cho U23 Việt Nam đánh bại Yemen trong lượt trận thứ hai của vòng loại U23 châu Á 2024. Thắng lợi này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Philip Truze chính thức đoạt vé dự vòng chung kết. U23 Việt Nam chỉ có một sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp U23 đảo Guam khi mà Văn Toản thay cho Minh Khoa đá chính. Phía bên kia chiến tuyến, U23 Yemen giữ nguyên đội hình như là trong trận chiến thắng trước U23 Singapore. Không có gì ngạc nhiên khi mà Việt Nam đã kiểm soát thế trận suốt trong hiệp 1, nhưng cầm bóng nhiều hơn không có nghĩa là sẽ có cơ hội để giành chiến thắng. Muốn có bàn thắng thì phải tạo ra được nhiều sự đột biến. Trên phương diện này, U23 Việt Nam đã không tạo nên được sự kỳ vọng ấy. Hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo, các pha hãm thành của đội chủ nhà chủ yếu là dựa vào các pha lên bóng ở bên cánh trái của Minh Trọng và Tuấn Tài nhưng hàng thủ được tổ chức rất chặt chẽ của U23 Yemen đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa các pha bám biên của đội chủ nhà. Còn lại thì hành lang cánh phải cũng như là tuyến giữa của U23 Việt Nam rất ít có được những pha bóng xử lý để châm ngòi cho các pha hãm thành có thể xé toang hàng thủ của đối phương. Chủ động chơi phòng ngự số đông nhưng U23 Yemen mới là đội có những cơ hội ăn bàn rõ ràng ở trong hiệp 1. Hai tiền vệ cánh là Hamza Maros và Ansafari. Safari và An Sarafi đã tạo nên hai gọng kìm rất nguy hiểm từ hai biên, khiến cho hàng thủ của U23 Việt Nam phải hoạt động hết sức vất vả. Không những thế, mũi nhọn duy nhất trên hàng công Maher -ma hợp với hai cầu thủ chạy cánh tạo nên một tam giác huyền ảo trong các pha đột nhập vào khu vực 16m50 của Việt Nam. Rất may cho đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier là Văn Việt đã tạo ra được niềm tin vững trái của một chốt chặn quan trọng nhất khi cứu ít nhất là một bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà. Đó là tình huống mà Thanh Nhàn thất bại trong pha cản phá Sarafi để cho tiền vệ này thoát xuống nhưng Văn Việt đã kịp xuất tướng ôm gọn bóng ở trong chân đối phương. Đó là pha bay người đẩy bóng như cắt của thủ môn Sông Lam Nghệ An sau quả dứt điểm như trái phá cũng của Sarafi. Ở lượt trận đầu tiên khi U23 Việt Nam thắng 6-0 trước U23 Đảo Guam do đối thủ quá yếu cho nên hàng thủ của những chiến binh trẻ sao vàng đã có một ngày làm việc thong dong Dấu ấn của thủ môn Văn Việt khi đó cũng không lớn, nhưng ở lượt đấu thứ hai, khi U23 Yemen có sức mạnh cao hơn, tham vọng nhiều hơn và cũng khát khao tạo nên những bất ngờ, thì hàng phòng ngự của U23 Việt Nam thật sự đã có một ngày làm việc vất vả. Vô hình chung, vai trò của thủ môn Văn Việt được đẩy cao hơn. Ở trong hiệp 1, thủ thành này có hai tình huống cứu thua xuất sắc cho đội chủ nhà. Sang đến hiệp 2, sự điềm tĩnh và phán đoán hợp lý đến từ Văn Việt đã giúp cho U23 Việt Nam tiếp tục đứng vững trước Yemen. Màn trình diễn nhiều điểm nhấn của Văn Việt đã góp công lớn vào chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Philip Truje. Cũng giống như trước U23 đảo Guam, U23 Việt Nam chỉ thật sự tạo ra được hiệu quả sau giờ nghỉ. Những sự thay đổi liên tiếp của huấn luyện viên Philip Truje với những đình Bắc, Văn Khang, Văn Cường và đặc biệt là Vĩ Hào đã mang về bàn thắng quan trọng ở giai đoạn cuối trận cho U23 Việt Nam. Pha bật cao đánh đầu và đánh đầu về góc xa chuẩn xác của Vĩ Hào giúp cho U23 Việt Nam có được chiến thắng đắt giá trước Yemen. Nhưng rõ ràng, trước khi có bàn thắng ở giai đoạn cuối trận của Vĩ Hào, U23 Việt Nam thật sự khó khăn trong việc tạo cơ hội ở bên phần sân của Yemen. Sau hiệp 1 không có quá nhiều pha bóng đáng chú ý, việc huấn luyện viên Philippe Ruzé đưa vào sân những văn cường ở bên cánh phải, đình bắc văn khang ở bên cánh trái đã giúp cho U23 Việt Nam triển khai được những pha tấn công biên tốt hơn. Song điều đó cũng không có nghĩa là U23 Việt Nam có thể khiến cho hàng thủ của Yemen choáng váng với những cú đấm đầy uy lực. Trong một ngày thi đấu vô duyên của Văn Tùng, thanh nhàn thì xuống sức, cùng với đó là sự thiếu may mắn đến từ Văn Khang và Đình Bắc thì cơ hội nếu như có cũng lần lượt trôi đi với U23 Việt Nam. Ngoài khía cạnh tấn công chưa thật sự tốt, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng trải qua một phen sóng gió trước những đợt hãm thành khó chịu của Yemen. Số 10 của đội bạn thật sự đã khiến cho hậu vệ trái và trung vệ lệch trái của U23 Việt Nam cực kỳ vất vả. Và nếu như thủ môn Văn Việt không chơi chắc chắn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ phải trải qua một thất bại trước đội bóng Tây Á. Sau giờ nghỉ, sức ép ở giai đoạn 15 phút đầu hiệp 2 của Yemen cũng khiến cho người hâm mộ U23 Việt Nam thót tim. Nếu như cầu thủ của Yemen không đá hụt hoặc là đỡ hỏng, khung thành của U23 Việt Nam có lẽ khó lòng có thể yên ả để giữ sạch lưới. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam có được 6 điểm, Yemen có 3 điểm, hai đội Singapore và U23 đảo Guam đều có được 1 điểm. Ngay cả khi thua ở lượt trận cuối thì U23 Việt Nam vẫn đảm bảo 6 điểm. Trong trường hợp Yemen có thắng đảo Guam thì hai đội U23 Việt Nam và U23 Yemen đều có cùng 6 điểm. Nhưng do vòng loại U23 châu Á 2024 chỉ xét về thành tích đối đầu trước hiệu số bản thắng bại, cho nên là khi bằng điểm nhau, U23 Việt Nam và Yemen sẽ so kè tiếp về chỉ số đối đầu trực tiếp. Đương nhiên là chiến thắng 1-0 trước chính Yemen sẽ giúp cho U23 Việt Nam có thành tích đối đầu tốt hơn. Và nhờ vậy, U23 Việt Nam nghiễm nhiên đứng nhất bảng đấu vòng loại để giành vé vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sau trận đấu, trong buổi họp báo, huấn luyện viên Miroslav Sokup của U23 Yemen cho rằng, đội bóng mà mình dẫn dắt đã không có được may mắn đồng hành dẫn đến thất bại. Nhà cầm quân người Séc cũng cho rằng, Yemen mới là đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, U23 Việt Nam thắng trận này là do may mắn, nhưng đó là một phần của bóng đá, dù sao cũng chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Philip Truzi. Về phần mình, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cho rằng Bàn thắng của U23 Việt Nam tới từ lối chơi hiện đại, tất nhiên là cũng cần yếu tố may mắn nhưng đó không phải là điều quyết định. Nhà cầm quân người Pháp còn nói thêm rằng các bàn thắng mà Việt Nam ghi trước đây là do may mắn hoặc là những tình huống ngẫu nhiên, nhưng đến thời điểm của ông dẫn dắt bóng đá Việt Nam thì lối chơi đã hiện đại hơn nhiều, do đó không thể nói chiến thắng này là may mắn. Phát biểu này lập tức đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là gây sốc với không ít người hâm mộ Việt Nam. Có ý kiến phản ứng rằng, thật sự là đến lúc này vẫn chưa thấy đội tuyển Việt Nam mạnh hơn trước đây, ông dùng từ may mắn thì thật là thiếu tôn trọng cho người dẫn dắt trước đó. Tôi mong chờ một huấn luyện viên khác tốt hơn. Ý ông Philip Thruzer khi nói trước đây phải chăng là ám chỉ thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thời đó Việt Nam chỉ dựa vào may mắn ư? Thứ nhất, phát biểu như thế là thiếu tôn trọng người tiền nhiệm, vi phạm phép lịch sự xã giao tối thiểu. Thứ hai, xin nhắc ông Philip Rouget rằng tuyển Việt Nam thời ông Park từng thắng với thế trận áp đảo. Xin nhấn mạnh chữ áp đảo trước tuyển quốc gia Yemen với tỷ số 2-0 ở trên sân trung lập. Trong khi đó thì đội bóng của ông hiện tại chỉ thắng sát nút Yemen 1-0 ở trên sân nhà và nhờ may mắn vì đối thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chiến thắng 2-0 trước tuyển Yemen được cổ động viên này nhắc đến là trong trận đấu thuộc vòng bảng Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi áp đảo toàn diện trước Yemen và giành 3 điểm để mở ra cơ hội vào tứ kết. Trước khi huấn luyện viên Philip Trunje dẫn dắt U23 Việt Nam, ba nhà cầm quân đã dẫn dắt U23 Việt Nam tính từ vòng chung kết U23 châu Á 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra kỳ tích lịch sử với ngôi á quân U23 châu Á 2018, hai lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022. Huấn luyện viên Gong Woo-kyun thì giúp cho U23 Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng ở giải U23 châu Á 2022 khi lọt vào đến tứ kết, trong đó có trận hòa U23 Hàn Quốc và thắng áp đảo U23 Malaysia chỉ bằng đội hình dự bị. Mới nhất, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á dù không có nhiều gương mặt giỏi. Ngược lại thì huấn luyện viên Philippe Ruzé đã thất bại ở SEA Games 32 khi chỉ giành huy chương đồng. U23 Việt Nam đá giải giao hữu ở Qatar với vị trí bét bảng và không ghi nổi một bàn thắng. Dấu ấn đáng kể nhất chính là tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024 nhưng thật khó có thể ngợi khen được. Đơn giản là U23 Việt Nam đã từng giành ngôi á quân ở giải đấu này vào năm 2018. Huấn luyện viên Philippe Troussier cần phải tạo ra thành tích ấn tượng trước khi nói rằng trước đây các bàn thắng của Việt Nam là những tình huống ngẫu nhiên hay may mắn, bởi vì điều đó sẽ dễ khiến cho người hâm mộ cảm thấy là ông thầy người Pháp này đang tự đề cao tài năng bằng cách là phủ nhận công sức của người tiền nhiệm. Và huấn luyện viên Park Hang-seo nghe được phát biểu này có lẽ sẽ phải buồn về phát biểu của người kế nhiệm. Về phần mình, huấn luyện viên Philip Truze cho rằng điều ông đang làm với các cầu thủ U23 Việt Nam hay là đội tuyển quốc gia Việt Nam là thay đổi, cải thiện tư duy tiếp cận. Ông muốn các học trò học hỏi hướng đến trình độ chơi bóng đẳng cấp cao như ở tại châu Âu. U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen và kết quả này làm tôi hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đề ra. Đó là cùng với U23 Việt Nam giành được tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây cũng là mặt trận để hướng tới Olympic 2024. Sau hai trận, chúng tôi đã có 6 điểm giữ sạch lưới. Thành tích đối đầu của U23 Việt Nam cũng hơn U23 Yemen cho nên chắc chắn là sẽ đi tiếp. Tôi tất nhiên là hài lòng về mặt kết quả, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi cũng có những yêu cầu để làm sao các cầu thủ cải thiện hướng tới mục tiêu trong tương lai. Ở trận đấu với U23 Yemen, tôi tự hào với tinh thần của cầu thủ. Bản thân U23 Yemen luôn chủ động chơi phòng ngự số đông, tìm kiếm cơ hội phản công trực diện. Với những đối thủ lùi sâu như thế này, thật không dễ dàng gì để chúng ta tìm kiếm khoảng trống để tấn công. Có lẽ khác biệt nằm ở tình huống cố định và đúng là chúng tôi đã ghi được bàn thắng như thế. Xuyên suốt trận đấu, các cầu thủ đã tuân thủ kỷ luật chiến thuật tốt, chờ đợi cơ hội hợp lý để tung ra đòn kết liễu. Xét về mặt thế trận, ở trong hiệp 1, các cầu thủ có phần căng cứng, đội có nhiều tình huống truyền lỗi, không có sự liên tục trong phối hợp hay là tạo ra áp lực khi phòng ngự. Sang tới hiệp 2, những thay đổi nhân sự và chiến thuật đã diễn ra. Hồ Văn Cường là con bài tẩy trong hiệp 2. Ở đầu hiệp 2, tôi đưa lương Duy Cương vào sân bởi Ngọc Thắng đã nhận thẻ vàng trước đó. Sự xuất hiện của Duy Cương đã tạo ra được sự chắc chắn trong phòng ngự, qua đó giúp cho hàng công củng cố được sự tự tin. Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Vĩ Hào lần lượt được tung vào sân. Tôi có nói rằng cầu thủ dự bị luôn là cầu thủ kết thúc trận đấu và Bùi Vĩ Hào đã làm được điều đó, cậu ấy đã kết liễu trận đấu. Các cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện ở trong tương lai. Những gì tôi muốn là cầu thủ tuân thủ nhất định làm thế nào để chơi, triển khai những bài tập khuôn mẫu từng ngày tập. Các cầu thủ cũng cần phải thay đổi tư duy tiếp cận. Chất lượng cầu thủ phải cải thiện nhiều hơn nữa, kết nối nhịp nhàng hơn nữa. Chúng ta thấy trình độ của các cầu thủ châu Âu, 95% thời lượng ở trên sân là kiểm soát bóng. Man City thậm chí còn làm tối đa điều đó. Trong khi đó, những trận đấu ở tại Việt Nam, chúng ta chỉ thấy trung bình có khoảng 20% là bóng lăn. Còn lại thì các tình huống là tranh chấp, hành động không rõ ràng, phạm lỗi, penalty hay là phạt góc, vân vân. Cách xây dựng mà tôi hướng đến cho các cầu thủ Việt Nam là thay đổi cách tiếp cận trận đấu, kiểm soát bóng. Không phải lúc nào đội cũng dễ dàng xuống cuối sân để khoan thủng hàng phòng ngự của đội bạn. Nhưng có những trận đấu mà chỉ cần một hai tình huống hợp lý là giải quyết được cục diện sau trận thắng U23 đảo Guam, tôi biết là có nhiều tờ báo nói U23 Việt Nam có 3 điểm là điều ngẫu nhiên. Nhưng chúng ta thấy U23 đảo Guam khi đá với Singapore không phải là như vậy. Việc U23 Việt Nam giành được chiến thắng là đã đặt U23 đảo Guam vào tình thế buộc phải phạm sai lầm và bộc lộ ra sai sót. Mà để làm được trơn tru như thế thì cần phải củng cố tốt những cá nhân. Xoay quanh trận đấu thủ tục với U23 Singapore, huấn luyện viên Philip Ruzier nói rằng có thể tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ ít hoặc là chưa được thi đấu. Nếu như muốn đi xa với mục tiêu đường dài trong tương lai thì đội không thể dựa vào 11 cầu thủ đá chính hay là 23 cầu thủ đăng ký ở vòng loại. U23 Việt Nam còn nhiều cầu thủ có thể cải thiện, cạnh tranh vị trí và chưa được sử dụng. Mục tiêu tới đây là tôi sẽ sắp xếp họ như thế nào để có được đội hình cân bằng quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vòng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo